Check it. Let's get it. Nếu mà tụi mày muốn lấy tao nhịp rồi thì cùng tao leo lên tầng hương. Từng tầng hầm rồi lên chân mây anh em tụi tao cùng leo lên tầng hương. Tại nguyện sao for life sẽ khiến tất cả tụi mày phải leo lên tầng hương. Phải một khi mà lên sân khấu thì phải tụi tao sẽ rap lên thật tốt. Cảm ơn nhận cung giảng năm cân từ đường sự của Trung Phi. Hòa vào dài đường mãi cùng đi khỏi tù dĩ nhiên là phải thường đi rồi thì lớn ép bằng việc bắn rap hoặc tâm hối nó mặc lòng lưới thành tàn bắn loạn. Nó tận tấn đạn nhưng thầm tất là sẽ trong lối hành vàng. Thối từ phối màu xanh trời sẽ mưa khi tao tụi chuyện khúc. Dục vào xuất giết đối thủ thêm được tè. Hai lời diễn phúc. Ngay vào lúc mà thần tượng cháy sẽ dễ dàng thấy được hào kiến trúc. Hạng thực trạng là vật cạn sẽ phải chứa xét lên đến dùng mạng sau lực đạn. Tụi bắn rap làm sao phát tụi xét lực trong tay biến âm giác. Còn nếu mà so về tốc độ không thể nào ngang bằng về thân pháp. Chân đáp xuống mặt đất cảm giác thật nhất. Và là đèn sánh vai cùng huynh đệ. Để mà thấy bạn thử đấy là những làn tự cháy một cách thật tinh nhuệ. Khởi nguồn của nỗi buồn là thứ cảm xúc không thể nào dứt bỏ. Một trong những điều tuyệt nhất chính là giai điệu say lòng của đức võ. Chợt thấy lòng mình yên là tổ phương nam ly thì truyền hòa. Anh em ngươi quần freestyle là cách cũng phải Tây Nguyên bình thiên hạ. Tây Nguyên ta lại đang gần cạnh nguyên khách thật dây an toàn. Bay là mình nơi cao nhất rời khỏi mặt đất lịch sử lúc xây trang vàng. Nơi tàu đứng trên đường cao bao nắp nhìn mấy thằng đao đang dừng lao dốc. 4, 3, 2, 1 cao đao tôi sao đốt cháy oxy trên tầng cao ốc. Vậy hay là rap tôi còn rap đốc tư tâm tư giấy giác là tôi biết bị phạm nhân. Dùng ngoài mực kịch đảo với trời vực lấy 4 lạng và tẩy 1.000 cân. Lời tao rap là phát ra chân khí không cần thiết tỏ ra mình biết thâm thủy. Danh vòng với tao tại nhà như lông hồng. Chứ tôi biết trên cao thì luôn là chân lý. Cứ rải rớt với tao là cải cách để đưa âm nhạc lên tầm vĩ mô. Tụi mày đang chơi thì nó chỉ là game nhưng với tao thì là công nghiệp tỷ đô. Làm việc lớn thì phải có cái gan nghĩ to không một giây được phép mơ hồ. Nhưng mà tao cũng phải tất cả anh em đồng tâm cùng vai sắt cặp cái bờ gác cơ đồ. Cha tên tao đang là Tây Nguyên sao bên ngay trên thanh tiền. Chỉ thấy có nhạc tình sâu lắm hay thôi là nghe bọn ăn nhỉ. Không muốn phi thì lên dây vào còn muốn hợp tác thì là đặt tay phát. Cùng lý tưởng thêm những lưu xây nào đêm nay giấy rap của tao quay xếp. Cùng hòa nhịp của lớn tầng mấy trời là nghề và chết kiểu sao. À bọn này vừa ngốc vừa láo này tụi mày làm đế rồi tao. Còn một thằng còn ốm mày hối miệng ganh ghê không thiên mây bằng được. Và một khi mà tao đã giới thì tụi tao sẽ chơi lên tại cuộc. Nếu mà tụi mày muốn nghe tay nguyên phẫu thì tụi tao leo lên tầng hương. Từ tầng hầm rồi lên chân mây anh em tụi tao cũng leo lên tầng hương. Tại nguyện sao for life sẽ khiến tất cả tụi mày phải leo lên tầng hương. Và một khi mà lên sân khấu thì phạt tụi tao sẽ quét tận tầng tơ. Đưa cho tao cây mai là lúc hip hop bên đang bùng nổ. Thứ âm nhạc của tao đang chơi đều phải lưu gang tổ ra hùng hổ. Khi mà lá cờ tụi tao đang phát đàn diện cho cả núi rừng. Sang bác học yên tâm tập đặt cảnh giới tung đèo vô cửa mà đứng cùng ai vẫn cao nằm sâu vào trong nhiệt huyết. Cả hứng lên là chỉ việc viết tu là bản năng trong tầm hiểu biết. Khi lời tao xa là cả tiểu thuyết là giờ cầm giấy bút để ghi lại kiệt tác tuyệt nhất khiến tao phát ra. Chờ hip hop là chung đường lối mà khởi nguồn mới đừng có ngang xa. Cố xuất thân là một cá thể ưu duyên tình thân. Khi bọn mày đang xây tượng đài thì anh em tao là bằng ơn vỡ huyền của ta để có ngủ thành phố đêm nay chắc chắn sẽ khó ngủ. Anh em hội ngộ cho đất vào nang ngọn lửa rực cháy tỏa sáng hào quang. Ok bọn tao đừng có hình nệ hô vang dòng rap cho kém tên truyền nhân. Lưu rapper xuất thân từ đường phố bùng nổ khán đài cho tao là hiện thân. Dù có đi có thêm bao nhiêu năm lá cờ Tây Nguyên vẫn quay vấp vỡ lịch sử đang về sẽ tiếp tục sang trang. Let's go. Khi tao đi qua đứng như tàu Wiz Khalifa nhịp điệu với tao đến hết mọi nơi mà không cần để ý tới visa. Nhiệt huyết đang cháy rồi bọn tao đang lấy hết tất tinh hoa lên không trung. Nâng đất vào nhạc khi là gió xào xạc mà đâu cần phải nghĩ không mộng lung. Đây là một thiên quyết khi mà bọn tao xuyên hết tất cả cái không gian không rào cản. Tao mà xa căn bản sẽ không nghe thành bài giảng. Nếu bây giờ tao biến nhạc thành văn bản lên trên tận thượng là phong thức năng lượng. Tụi tao đang cầm mai như cầu trường. Đam mê nồng nước bây giờ tao không ngừng thì cứ việc của tao là thần tượng. Lên trên và quay sang bên trái núi rừng và mây và tên mai bốn bề cỏ cây đang đập trái đơn giản là Tây Nguyên một phái. Tụi tao dựng lên công nghiệp liên lạc với một viên mạng có thể xuyên tạc chiến nhẹ. Khi tao không thích là chỉ trích và công kích cũng được phân tích thừa nhận ta biên soạn ra thì vàng vào chúng ta điên loạn. Tụi tao tung đồ như điên đạn. Ta có điên hạn chỉ với bốn thế anh em Tây Nguyên là tôn thế. Chỉ cho chân giữ những cái phái này dòng đời dần vào trong những bước đi và từ chiến thành người nam. Thế là hiện tại của tụi mày khi làm văn bài nhạc này nó chính xác là thiên pháp của hiện tại. Anh em tao có dự án đêm nay. Từ tầng trên xuống lên tầng bay. Xem hip hop này là phát trên này. Không có nhắc tên mày chỉ muốn hát thêm này. Đó là một lần nữa tao phải phát tên mày. Khi mà tao chơi dù chắc hay là bung bát đều có một khả năng là rap cho mày tung sắc tay. Chúng đi là những người một thằng lý dương mình kêu một ví dụ. Chơi hip hop phải gia tăng tiền tệ. Tư tưởng ok thì theo làm hiện đệ. Chỉ có một tờ giấy là dùng để ghi thơ. Đồ giấy thông hành dù bước lên phi cơ. Và tao đi ba bên những công việc từng năm. Mày muốn ra tên phải có cả hùng tâm. Let's go. Khi mà cái tờ phâu mà chúng đâu chém đấu đi mà nhau lên cái xấu để mà chơi ông này. Cái đấu cho mình xấu, xong lâu cho mình câu để cái sau tao còn dạy cho mày. Bao nhiêu tao máu tao vẫn đang còn ngát. Cho mày nhìn lần sau tao vẫn bay dòng ngát. Tao vẫn sợ trên cái đau của tao. Đây là dù một thứ chẳng sẽ tao sát. Và cùng với những người thủy tinh. Đó là
các một kỷ nguyên. Như đất mai đã sinh tâm để bắt còn đôi tay này thì dùng để chỉ thiên. Tao vẫn rap hàng ngày và còn mai về sau. Cho mọi người được biết khi cái tên sinh họ Tùng Tinh. Tại sao chuyện từ thật túi hay đem đủ tin cho Tây Trung Bộ. Cùng hòa nhịp rồi lắng lần mấy trời là nghe và chết kỳ sao. À một ngày vừa ngóng vừa lão này, tụi mày làm cái gì tao. Và một tham phải ó này hố mì. Nhất nghe không chuyện mình bằng được và một thì mà tao đã chơi thì tụi tao sẽ chạy lên cái khổ. Nếu mà tụi mày muốn nghe tay nguyên flow thì cùng tao leo lên tầng thượng. Từ tầng hầm rồi lắng trên mây anh em tụi tao cũng leo lên tầng thượng. Tại nguyện sao for life sẽ chỉ tất cả tụi mày phải leo lên tầng thượng. Và một thì mà lên sân khấu đi phạt tụi tao sẽ quét tầng thượng.